Xin chào tất cả mọi người nhé, chúc tất cả bạn luôn thành công và mạnh khỏe. Hôm nay mình làm clip để giới thiệu một số máy. Mình thấy có một số khá là xịn sò thì tuy nhiên anh em cứ theo dõi hết clip, thấy cái nào phù hợp vừa với túi tiền, ok và ưng ý thì mình alo đến hotline của Nhật Nam để mình đặt mua hàng nhé. Thì hình thức mua bán của shop Nhật Nam là có ship code trên toàn quốc, tuy nhiên phải đặt cọc trước. Đặt cọc thì sẽ đặt bằng thẻ cào hoặc là chuyển khoản ngân hàng. Nếu như ai không chuyển khoản được thì chúng ta mua thẻ cào Viettel hoặc Mobi, gửi mã nạp tiền và cả số seri của thẻ sang cho Nhật Nam, rồi giữ thẻ lại, đừng vứt đi, đừng cho ai nạp cho tới khi nhận được hàng các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm Nhật Nam bán ra cho các bạn cam kết zin nguyên bản, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Một số iPhone thì có thể sẽ thay pin nếu như pin kém, và sẽ được các bạn mua hàng sẽ được thông báo trước tình trạng máy là có thay pin hay không thay, hoặc là bao pin. Đấy thì tùy. Nhưng mà mình thấy thì thế này, mua iPhone nếu như những cái đời cao thì lựa chọn pin zin thì cũng đúng, nhưng đối với đời thấp thì không nên, bởi vì đời thấp thì đa phần sản xuất từ 4 đến 6 năm rồi, nên là thay pin rồi thì sẽ an toàn hơn các bạn nhé. Đó là cái chia sẻ của mình thôi, cá nhân mình, còn tùy các bạn. Nếu như các bạn vẫn cứ phải tìm là pin zin mới mua hay thế nọ kia thì có thể bên mình không có thì thôi, không sao cả các bạn nhé. Chúng ta có thể lựa chọn một nơi nào đó có hàng zin, pin zin thì chúng ta mua. Đấy, còn bên mình chỉ bao men zin, màn zin, các cái thôi, ok. Và máy chưa sửa chữa, còn pin là dĩ nhiên có thể mình sẽ mở ra thay rồi. Và cũng không bao áp, bao yếc gì đâu, vì bên mình mở ra thay pin là không dám áp lại. Thực tế ra thì máy nào ngâm vào nước thì nó cũng dễ vào nước lắm, nên là chúng ta cảnh giác vẫn tốt hơn. Đấy, cảnh giác vẫn tốt hơn, xài giữ gì là cái cách tốt nhất để chúng ta bảo vệ tài sản của chúng ta. Rồi bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình sẽ giới thiệu. Đầu tiên thì mình sẽ có cái sản phẩm iPhone 11. Sản phẩm iPhone 11 này ngày hôm nay thì mình có 3 màu. Đầu tiên giới thiệu đến các bạn màu xanh. Các bạn cũng thấy một con máy khá là mới, tươi xanh như nồi canh. Dĩ nhiên rồi, đương nhiên là phải mới rồi, bởi vì đây là sản phẩm mới mình thanh lý ra. Tuy nhiên là máy chỉ có mỗi máy. Và mình cũng lưu ý với các bạn rằng là mình báo giá ở trên kênh, ở đây là mình chỉ báo giá máy, báo giá mỗi cái máy trần, không kèm bất cứ sạc phụ kiện gì hết. Bạn nào mà chưa có thì có thể mua thêm ở shop mình, còn có rồi thì thôi. Đấy. Bởi vì như thế này là tránh lãng phí. Có thể là một số bạn có rồi không muốn mua nữa, nên là khi là mình báo gồm phụ kiện ra cả thì một số bạn đấy lại rất là không muốn mua cái phụ kiện, thì lại phải là hỏi là nếu mà trừ ra không lấy sạc lấy đồ thì giá nó sẽ là bao nhiêu. Cho nên chính vì cái điều đó nên bây giờ mình tách rời ra ha, mình tách rời ra. Và mình thấy trên thị trường thì một số hãng chẳng hạn như Samsung và hãng iPhone khi hàng mới bây giờ cũng làm cái hộp mỏng không có phụ kiện nhá. Đấy là mới bây giờ, là theo cái năm 2021 đây này. Đấy. Chứ còn trước đây thì mình không nói, trước đây thì người ta vẫn bán, có cái thói quen là bán kèm theo phụ kiện. Nhưng mà theo thời gian thì các bạn sử dụng qua nhiều đời smartphone nha, thì có thể phụ kiện của bạn có rất là nhiều, nó thừa thãi nên nhiều bạn nó không cần mua đến nữa. Nên là mình đưa ra chính sách bán hàng như thế, rất mong các bạn thông cảm. Là giá bán mà chưa có phụ kiện gì hết thì hôm nay đối với sản phẩm iPhone 11. Và đây là hàng mới các bạn nhé, hàng mới, tức là chưa ai dùng. Và là hàng chuẩn quốc tế, mã Mỹ, phiên bản 64GB, tình trạng mới cho nên pin mới sạc vài lần và còn 100%. Tại sao sạc vài lần? Vì là tồn kho, có thể họ cũng sạc vài lần. Và về đây mình sạc lên để mình test máy các cái, ok thôi mình mới bán ra cho các bạn nhé. Đấy, các bạn cứ yên tâm. Đấy, máy thì ngoại hình là máy mới nên đẹp lắm, mới keng. Đấy, đây là máy màu xanh. Giá bán là 13 triệu các bạn nhé, giá mỗi máy. Các bạn có thể mua kèm theo cái bộ sạc 18W sạc nhanh ở bên mình với giá là 300.000 nữa. Đấy, hoặc là một cái tai nghe zin chân dẹp, tai nghe này này, thì sẽ giá là 300.000 nữa. Đấy, dán và ốp dẻo sẽ có giá là 50.000. Đấy thì tùy các bạn, nếu các bạn không muốn mua mua mỗi máy thì chỉ có là 13 triệu thôi. Và sang cái sản phẩm màu vàng chanh. Đây là màu vàng rất đẹp luôn, màu này nổi, màu vàng chanh này đẹp. Đây nó không phải là màu gold nhá, nó là màu vàng chanh. Đấy, rất đẹp luôn, mình thấy rất là sang và thậm chí rất là độc nữa. Cũng có giá bán là 13 triệu. Đấy, rất là ok nhá các bạn, 13 triệu. Là máy mới, mình bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng tại shop di động Nhật Nam. Và cam kết đây là hàng chuẩn mới 100%, thanh lý cho các bạn với giá là 13 triệu, giá máy trần. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng, cam kết là máy quốc tế đến trọn đời máy, các bạn cứ yên tâm. Đấy. Máy rất đẹp, sản phẩm iPhone 11 pin trâu, 2 camera, màn hình to, chơi game rất là thích các bạn nhé. Chip khỏe. Đấy, máy mới nên là đẹp lắm, các bạn thấy chân sạc chưa có bụi bẩn luôn.
Lấy len kem như xà beng luôn. Rồi tiếp theo là màu đỏ. Màu đỏ chứng tỏ yêu anh đây. Ok, khá là tươi, khá là tươi, biểu hiện cho cái sự may mắn ha. Cũng là mới, pin 100%. Đấy, chân sạc thì các bạn cũng thấy chưa có vết bẩn, chưa có một tí vết nào hết. Đây là hàng nguyên mới, thanh lý cho các bạn nhé. Giá là 13 triệu. Hàng chuẩn mã Mỹ 64GB, bảo hành tại Nhật Nam 3 tháng 1 đổi 1. Có nghĩa là nếu có lỗi của nhà sản xuất, các bạn được đổi sản phẩm tương đương, hoặc được hoàn tiền, hoặc có thể là dùng cái số tiền đó để mua sang một cái sản phẩm khác ở bên mình. Đấy, nếu như mình không có cái đổi nha. Trường hợp thứ hai là nếu như mình không có giống như vậy đổi thì có thể mình hoàn tiền cho các bạn. Rồi, tiếp theo thì sẽ có cái sản phẩm là Samsung Galaxy Note 9 chính hãng. Sản phẩm này chính hãng zin đẹp màu xanh, các bạn cũng thấy tươi xanh như nồi canh luôn ha. Và đây sản phẩm RAM 6, bộ nhớ là 128GB, khá là chuẩn chỉ, màn hình cao rất là ok, cũng còn khá là keng. Trên sạc các thứ nhìn thấy khá là mới, máy thì không có chảy xước, chuẩn. Theo thời gian thì có một vài chấm nhẹ đây, như đầu tóc thôi, không đáng kể đâu. Đấy, tổng thể thì một con máy khá là ok, chất. Và mình có một cái điều đặc biệt là bên mình bán không chụp ảnh máy qua Zalo, rất mong các bạn thông cảm nhé. Bạn theo dõi kỹ trên các clip, và khi muốn mua hoặc khi đã hỏi tài khoản bên mình rồi thì chỉ có đặt cọc thôi. Đấy, để tránh mất thời gian cho cả đôi bên. Hàng đến thì các bạn đã được kiểm tra hàng. Và Note 9 này mình có một máy duy nhất màu xanh, hàng chính hãng, dùng được 2 SIM, cam kết là hàng chính hãng đến trọn đời máy. Bên mình con nào xách tay nói rõ và sẽ thanh lý riêng, chứ không là bán cỏ lúa lẫn lộn nhá. Và sản phẩm này mình bán ra cho các bạn với giá là 7 triệu, cũng chỉ là giá máy trần, không bao gồm sạc và phụ kiện. Mình có cái bộ sạc mà 25W zin, trị giá là 200.000, nếu như các bạn có nhu cầu thì mua kèm theo. Tiếp theo mình có một cái sản phẩm khá là chất, mình cũng tồn kho khá là lâu, và hôm nay mình thanh lý cho các bạn với cái giá cũng khá là hấp dẫn, là giá là 4.700.000. Thời điểm này các bạn sở hữu ngay một con Vivo V19 chính hãng. Con này là hàng mới, mình đã tồn kho từ hôm Tết đến bây giờ, nói chung từ hôm trước Tết một tí nhá. Các bạn theo dõi kênh mình thì chắc biết rồi. Đấy, chả có gì phải giấu. Nó là nguyên mới, chưa ai dùng, tuy nhiên tồn kho. Đây, thanh lý cho các bạn với cái giá là 4.700.000 máy trần, không bao gồm sạc và phụ kiện. Con này là Vivo V19 chính hãng, dùng được 2 SIM, cấu hình khỏe, chơi game ngon lành. Và 4 camera sau, RAM 8, bộ nhớ 128GB, pin trâu, 2 camera trước, rất là chất, màn hình mượt mà, rõ nét, chuẩn, khá là ok. Đã là mới rồi thì không phải lăn tăn nhé. Đấy, giá 4.700.000 các bạn nhé. Tiếp theo là đến một cái sản phẩm cũng khá là bình dân, đó là con Oppo F9. Hôm nay với giá bán là 2.600.000, màu xanh tím, màu này thì có thể nói là khá là đẹp nha. Đấy, khá là đẹp. Các bạn cũng thấy một con máy khá là keng, dùng được 2 SIM chính hãng. Sản phẩm này là thực tế ra vừa đủ đối với giới bình dân. Bởi vì là RAM 4, bộ nhớ 64GB, 2 camera sau quay phim chụp ảnh rất là đẹp. Một con máy thì mình thấy cũng khá là chuẩn chỉ, ngon lành. Ok, 2 camera sau có vân tay, màn hình 6:3, công nghệ màn giọt nước các bạn nhé. Pin khỏe, quay phim chụp ảnh rất là đẹp đấy. Chính hãng, dùng được 2 SIM. Oppo F9 có giá bán là 2.600.000. Tất cả sản phẩm là mình báo giá máy trần, không bao gồm sạc và phụ kiện. Đối với sản phẩm Oppo F9 này, nếu mua kèm sạc thì sẽ phải thêm 150.000 nữa các bạn nhé. Và bên mình bán cũng không có bao ship, rất mong các bạn thông cảm. Tiếp theo mình có một cái sản phẩm A30s, mình thanh lý nha. Đây, sản phẩm này các bạn nhìn này, mình quay rất kỹ cho các bạn xem. Mình không bao giờ giấu dốt và cũng không giấu giếm. Đấy, nên là xấu là nói xấu, các bạn yên tâm. Không ăn nhập gì thêm 1-2 tấm hình ở Zalo, nó chỉ làm mất thời gian của cả đôi bên nhá. Đấy, đây, xấu là mình nói xấu. Con A30s này của mình là hàng xấu. Và xấu, tuy nhiên kết cấu là rất là hoàn hảo, zin nguyên bản, màn hình không chảy, chỉ là bị nhăm lưng do dùng ốp. Nhìn thế này thì các bạn cũng đủ hiểu là nhăm lưng do dùng ốp. Nhiều bạn xài điện thoại và có kinh nghiệm rồi thì cũng biết ha. Đối với cái lưng này thì các bạn thì không biết xử lý thế nào, nhưng đối với mình, 15.000 tiền đề cam 5D vào đẹp luôn, đẹp hẳn luôn. Đấy, dán hết cái lưng này 15.000 hoặc 20.000. Đấy, ok.
Và giá thanh lý sẽ là 2,9 triệu A30S các bạn nhé. Thực ra thì nó không rẻ hơn Keng nhiều, bởi vì cái vấn đề này nó không ảnh hưởng gì đến thiết kế bên trong máy hay là cái gì cả. Và thậm chí có nhiều nơi họ thay cái lưng này rất đơn giản, họ chỉ nhập cái lưng này có 50.000 ha, họ đóng email xong họ dán keo lại là họ bán cho bạn thành hàng Keng, đúng không? Đấy, nhưng mà bên mình thì không làm thế, luôn luôn là tôn trọng sự thật. Đấy, A30S RAM 4 bộ nhớ 64GB, pin 4000, màn hình giọt nước 6 inch 4 Super AMOLED, 3 camera sau. Nói chung là hàng chính hãng, dùng được 2 sim khá là chất. Samsung Galaxy A30S các bạn nhé, có một máy duy nhất thôi, 2,9 triệu. Đánh chết không còn cái nữa để mà bán 2,9 triệu đâu. Rồi tiếp theo là con V-Smart Active 3, sản phẩm chính hãng. Con này thì mình cũng thấy là bị nhăm lưng do dùng ốp đây này. Đấy, nhăm nhẹ thôi, không đáng kể. Được đánh giá vào khoảng 99%. Đấy, nhẹ thôi, lớt phớt thôi. Đấy, nhìn nghiêng thậm chí còn rất là đẹp không thấy. Nhưng mà nhìn trực diện là bạn thấy là nhăm nhăm. Đấy. Và sản phẩm V-Smart Active 3 này có camera thò thụt. Camera thò thụt rất là chất nhá. Đấy, màn hình Super AMOLED 6 inch 4 full khung, 3 camera sau, sản phẩm chuyên game với RAM 6GB, bộ nhớ là 120, bộ nhớ là 64GB các bạn ạ. RAM 6, bộ nhớ 64GB, chip chuyên game, cũng như là còn bảo hành đến tháng 1 2022, đầu năm sau ha. Khá là yên tâm, có một máy duy nhất bán cho bạn với giá là 2,6 triệu các bạn nhé, 2,6 triệu. Tiếp theo là sản phẩm Oppo A54, cũng chỉ có máy trần, tuy nhiên còn cái ốp kèm theo đây. Và A54 này thì còn bảo hành đến tháng 6 2022, tức là hàng chưa dùng, hàng mới nhưng mà có thể là dùng 5 bữa 10 ngày gì đó để thua euro u rủng rồi lại bán đấy, đúng không? Đấy, đơn giản, hoặc là kẹt tiền, dịch này giờ thì ai cũng khó khăn, điều đó là hiển nhiên. Nên đây là một con máy mới, còn cả ốp mới dùng lướt 5 bữa nửa tháng, hôm nay sẽ bán lại với cái giá là 3,8 triệu các bạn nhé, 3,8 triệu. Oppo A54 rất là chất, camera thiết kế rất là phong cách, 3 camera sau nhìn rất là hầm hố, rất là đẹp, tuy nhiên là không gồ lên quá cao, đúng không? Đấy, ngắn ốp thì thiết kế cái ốp chính hãng của nó vẫn còn đây, nên là nó bảo vệ luôn được cả cái camera, không như những cái ốp mình mua riêng ở ngoài, đúng không? Đấy, khá là chất ha. A54, Oppo A54, 3,8 triệu. Rồi tiếp theo là Oppo A53. A53 này thì giá của nó ngày hôm nay là 3,2 triệu. Sản phẩm này pin trâu, pin tới 5.000 nha, pin 5.000, RAM 4GB, bộ nhớ 128GB, 3 camera sau, có vân tay sau lưng, một thiết kế khá là sang chảnh luôn, đẹp và trâu, chất, tuy nhiên giá mềm, 3,2 triệu thôi. Khá là ổn áp, khá là ok. Oppo chính hãng A53, màu xanh lơ, con này là màu xanh lơ các bạn nhé. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có màu xanh biển, cũng thế, máy cũng đẹp như thế, đây dấu tay chùi đi là sạch. Và cũng cấu hình là pin trâu 5.000, RAM 4, bộ nhớ 128GB, màn hình 6,5 inch. Hàng chính hãng, dùng được 2 sim khá là chất, còn bảo hành chính hãng luôn. Giá là 3,2 triệu. Tiếp theo là màu đen, cũng thế, cũng khá là keng. Oppo A53 có 3 sự lựa chọn cho bạn, vào 3 màu sắc. Đồng giá là 3,2 triệu trên một sản phẩm. Giá bán là chưa bao gồm sạc và bất cứ phụ kiện nào hết các bạn nhé. Đấy, đẹp như nhau cả. Sản phẩm này đẹp len keng như xà beng, chính hãng, dùng được 2 sim. Oppo A53. Tiếp theo là một sản phẩm chuyên game, Realme 6 Pro, còn bảo hành đến tháng 8, tức là vào khoảng 1 tháng nữa. Tuy nhiên ở bên shop Nhật Nam vẫn cam kết zin nguyên bản và bảo hành 3 tháng cho các bạn, để bạn yên tâm dùng. Con này màu màu dạng đỏ mận, tay tái, chín hơi quá nên tay tái, đúng không? Mận chín hơi quá. Đấy, sản phẩm này rất là chất, chuyên game, Realme 6 Pro, pin trâu, cấu hình khỏe, 2 camera trước, 4 camera sau. Realme này thì cũng cùng hãng anh em với Oppo, nên rất là chất và có một chút cải tiến hơn về chip trước, nên chạy đôi khi rất là mạnh mẽ và rất là bền pin luôn. Có giá bán cho các bạn là 4,5 triệu, 4,5 triệu các bạn nhé, 4,5 triệu, Realme 6 Pro. Rồi tiếp theo là Samsung Galaxy, chính hãng Samsung
A51, chính hãng, dùng 2 sim, pin 4000, màn hình 6.5 inch, công nghệ màn hình nốt ruồi khá là chất, và đây là một con máy khá là keng, có thể nói là leng keng như xà beng, chuẩn chỉ chính hãng, zin nguyên bản nhà sản xuất. Giá bán máy trần không bao gồm sạc và phụ kiện sẽ là 4.300.000 các bạn nhé, A51. Tiếp theo là Samsung Galaxy S10, nhỏ nhắn xinh xắn và cấu hình rất là khỏe, rất là chất. RAM 8, bộ nhớ 128GB. Hôm nay mình còn duy nhất một máy màu đen. Đẹp, chuẩn, màn hình cao, khỏi phải chê. Màn hình 2K+. Chính hãng, dùng được 2 SIM. Còn một máy duy nhất hôm nay có giá bán cho các bạn là 7.200.000 các bạn nhé. Samsung Galaxy S10 chính hãng nha các bạn. Bên mình không bán hàng sách tay. Nếu có thì mình sẽ thanh lý và nói rõ tình trạng cho bạn biết chứ không trà trộn. Rồi, tiếp theo là Vivo V19. Xin lỗi bạn nhầm, đây là con Vivo V20. V20 với cụm camera rất là đẹp, chuẩn, sang chảnh, và dĩ nhiên rồi, chụp hình rất là nét, quay phim rất là rõ. Còn bảo hành đến tháng 12 năm nay, khá là ok nha các bạn. RAM 8, bộ nhớ 128GB, chip chuyên game, cấu hình khủng, khá là chuẩn chỉ, và máy có ngoại hình đẹp leng keng như xà beng, gần như là một chiếc máy mới luôn các bạn. Đèn lịch lãm. Giá bán là 5.300.000 nha các bạn, 5.300.000. Tiếp theo đây sẽ là một cái sản phẩm Oppo A94 các bạn ạ. Oppo A94. Sản phẩm chính hãng. Con này màu tím của sim. Tím sim 9 nữa các bạn ha. Tím sim 9. Nhìn cái màu này nhớ đến sim 9, ôn lại kỷ niệm một thời thơ ấu ở quê, hay đi lên rừng vặt sim ha. Oppo A94 này sản phẩm chính hãng, và con máy này siêu lướt, gần như mới, cũng là dạng dùng 5 bữa nửa tháng, kẹt tiền bán gấp. Giá bán là 5.800.000 các bạn nhé, 5.800.000, giá rẻ nhất mọi thời đại. Tiếp theo là sản phẩm S10 Plus, S10 cộng, duy nhất tại shop di động Nhật Nam, chính hãng, màu trắng ngọc trai, trắng rất là chất. Màn hình cong, 2 camera trước, cấu hình khỏe, RAM 8, bộ nhớ 128GB, máy zin nguyên bản, nhà sản xuất chuẩn chỉ. Có giá bán cho các bạn là 8.200.000, 8.200.000 các bạn nhé. Rồi tiếp theo đây thì mình có cái sản phẩm Nokia 7.2. Con này dạng xám lông chuột đen. Đấy chứ không phải đen hẳn, không phải đen mùm, đen tuyền ha. Nó là dạng xám lông chuột và ngay đen. Đấy, hình giống như con chuột. 4 camera, 3 camera sau thiết kế theo hình trụ. Con này rất là đặc sắc, rất là lạ, lạ mắt ha. Sản phẩm này RAM 4, bộ nhớ 64GB, chính hãng Nokia, huyền thoại. Có vân tay, một con máy mình thấy khá đẹp, khá chuẩn. Chính hãng, dùng được 2 sim. Có giá bán cho các bạn là 2.700.000. Dĩ nhiên rồi, tất cả sản phẩm ở shop di động Nhật Nam báo trên kênh là giá máy trần, không bao gồm sạc và phụ kiện. Bên mình có bán sạc và phụ kiện, nếu như bạn nào có nhu cầu mua sạc hoặc tai nghe vẫn có thể mua kèm theo khi mua hàng các bạn nhé. Tất cả sản phẩm mình bán ra cam kết zin và bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Chỉ riêng với dòng iPhone có thể sẽ thay pin, có nghĩa là dòng Android là mình nguyên zin, chưa bung mở sửa chữa, chưa thay pin hay biết gì hết. Con nào xấu nói xấu, con nào đẹp nói đỏ đẹp. Chính vì vậy không bao giờ chụp ảnh qua Zalo, mong các bạn thông cảm, đừng yêu cầu điều đó qua Zalo với mình nhá, hết sức thông cảm. Rồi tiếp theo thì có một cái sản phẩm chính hãng Vivo nữa, chính hãng Vivo. Đây là con Vivo V20 SE, màu xanh lai tím, rất là khả ái, và đây là sản phẩm mới tồn kho thanh lý. Tuy nhiên chỉ có mỗi máy này, mình nói mới là mới, về các bạn cứ kiểm tra, không mới cứ mang đến đập thẳng vào mặt mình, vô tư trả lại tiền. V20 SE, giá bán là 4.500.000. Con này cấu hình khỏe, pin trâu, máy đẹp. Xin lỗi các bạn, hình như mình quên rồi, mấy ngày hôm nay mình không làm video nên mình quên. Đây, đây mới là V20 SE, 4.500.000 của bạn đây. Đây mới là V20 SE các bạn nhé. Còn bảo hành đến ngày 18 tháng 3 2022, V20 SE. Đấy,
Con này là màu tím đen ha. Tím đen cực kỳ là mới, ok. Giá bán là 4,5 triệu. Và con máy vừa rồi mình nhầm, đó là con Y51 các bạn nhá. Lại còn mới hơn cơ, bảo hành tháng 4 cơ. Đấy. Con này thì chỉ có 4,2 triệu thôi. Giá hạt rẻ nhưng máy lại rất là chất. Lại mới. Đấy, 4,2 triệu. Y51 các bạn ha. À, trong cái lúc mà review, nếu có cái gì thiếu sót hay nhầm lẫn về giá cả hay bất cứ cái gì thì mong các bạn thông cảm, để lại bình luận, góp ý giúp mình nhá. Chứ đừng chửi mình. Thực ra thì các bạn chưa mua, các bạn không mất tiền, chả mất gì, xem miễn phí lại còn chửi nữa thì nó khẩu nghiệp không. Tiếp theo là một con Realme 7 Pro, cũng là hàng mới, tồn kho thanh lý, hàng chuyên game, máy rất chất, màn hình AMOLED. Máy mới luôn, màu xanh lơ. RAM 8, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon 720G, chuyên game, 8 nhân. Chính hãng dùng được 2 SIM, hàng mới thanh lý với giá 5,5 triệu các bạn nhé, 5,5 triệu. Tiếp theo là Samsung chính hãng sử dụng chip Snapdragon 855 8 nhân. Hết bảo hành hồi tháng 5, mình cũng tồn kho ở đây mấy tháng rồi. Ok, con này là con S10 Lite. Màn hình 6 in 7 chất, pin trâu, RAM 8, bộ nhớ 128GB, sản phẩm chuyên game. Trang bị chip Snapdragon 855, chạy rất là ok. Chính hãng dùng được 2 SIM, giá bán là 7,9 triệu các bạn nhé. Con máy khá chất, rất đáng mua. Tiếp theo một sản phẩm rất đáng mua nữa, đó là con Vivo S1 Pro. Các bạn cũng biết sản phẩm này là một sản phẩm pin trâu, cấu hình khỏe, máy ngon. RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, pin tới 4,5 ngàn. Và có một cái điểm đặc biệt, đó là camera hình thoi rất là chất các bạn nhé. Không lẫn đi đâu được Vivo S1 Pro. Có giá bán cho các bạn là 3,5 triệu. Rồi, tất cả sản phẩm bán ra bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng, cam kết zin. Và đối với một số iPhone đời cũ sản xuất từ 4 năm trở về trước, có thể sẽ pin kém và thay pin thì sẽ báo với các bạn. Còn ngoài ra những sản phẩm đời mới, mới ra như là XS Max 11 hay 12 hay 11 Pro Max gì đó, đều là sản phẩm zin từ A đến Z, chuẩn chỉ hết. Khi các bạn mua hàng online, các bạn yên tâm đặt cọc trước 100-500 nghìn tùy theo giá trị máy thôi. Hàng đến các bạn được kiểm tra hàng và bên shop Nhật Nam đóng gói rất là cẩn thận kỹ lưỡng để vận chuyển tránh bị bể vỡ. Các bạn cứ yên tâm tin dùng hàng của shop Di động Nhật Nam nhé. Di động Nhật Nam uy tín, làm nên thương hiệu. Và một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu mến, ủng hộ, đăng ký kênh của mình. Hãy like, chia sẻ video đến nhiều người hơn. Nếu muốn mua hàng, vui lòng liên hệ đến hai số hotline được hiện trên góc phải màn hình của bạn đây, cũng như có dưới phần mô tả. Và địa chỉ cửa hàng của shop Nhật Nam cũng có dưới phần mô tả video. Bạn nào muốn đến mua thì đợi hết dịch chúng ta có thể đến trực tiếp mua, vì khu vực của Nhật Nam hiện nay cũng xã nào ở xã đó, không cho di chuyển nữa rồi các bạn nhé. Và hai số hotline của Nhật Nam và duy nhất hai số sau đây nhận cọc của bạn, đó là số 0979 782366 hoặc là số 0367 709 123. Hai số này có Zalo, tuy nhiên Nhật Nam sẽ không chụp hình ảnh gửi qua Zalo cho các bạn. Rất mong các bạn thông cảm về sự bất tiện này. Và tiền phí ship là bên mua hàng phải trả, Nhật Nam đã cộng luôn vào đơn hàng, bởi vì bên Viettel hiện tại là thu tiền phí trước của bên shop Nhật Nam. Lý do là hàng bên mình gửi là hàng giá trị cao, hàng dễ bể vỡ, cháy nổ, nên phí ship nó có hơi cao một xíu. Rất mong các bạn hiểu và thông cảm. Bạn nào kết thì mua, còn không kết thì tiền bạc của bạn vẫn còn nguyên. Đó là cái vấn đề buôn bán sản phẩm là tri kỷ các bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.